Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm mắm cá cơm để dành ăn Tết ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có là nửa ký cá cơm. Thì mình mua là người ta cũng đã làm cho nó sạch rồi các bạn. 100g muối hột, 100g gạo và một ít rượu trắng, 50g đường và một trái ớt sừng trâu và 40g tỏi. Thì cá cơm á, thì mình mua về thì bây giờ là mình sẽ rửa luôn nha các bạn. Tại vì á, là ở ngoài mình mua về á, thì mình phải rửa cho nó thiệt là sạch rồi mình mới làm mắm được nha. Thì mình sẽ rửa cá cơm này á, khi nào mà cái nước lạnh này nè mà nó trong á các bạn, thì lúc đó là cá cơm của mình nó mới sạch nha các bạn. Vậy mình mới làm mắm được. Thì mình rửa là trong vòng là 3 nước giúp cho cá của mình á, cho nó thiệt là sạch luôn. Rồi mình sẽ vớt cá mình để qua đổ nè. Cá cơm á thì nếu mà mình có thời gian á thì mình mua về mình làm, còn mình không có thời gian á mình mua mình nhờ người ta làm sẵn như vậy nè, nó cũng rất là tiện các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ rửa thêm 2 nước nữa ha. Thì trong lúc á là mình chờ cá cơm cho nó ráo nước các bạn, thì mình sẽ bầm luôn cái phần tỏi với ớt nha. Thì tỏi á, thì mình cũng đã đập cho nó bẹp bẹp ra như vậy nè các bạn. Tặng một hồi á thì mình bầm á cho nó dễ, cho nó lẹ nữa. Thì mình sẽ sử dụng hết cái phần tỏi là 40g nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bầm luôn cái ớt. Thì mình sẽ bầm cho nó thiệt là nhuyễn ra. Thường thường mắm cá cơm á các bạn, thì mình làm tỏi với ớt nhiều á thì giúp cho nó khử cái mùi tanh của cá, nó cũng rất là ngon. Cá cơm á thì mình để bây giờ nó cũng đã ráo nước rồi các bạn, thì mình sẽ cho cá cơm á vào trong thau ha. Rồi mình sẽ cho luôn muối hột nè các bạn. Rồi mình cũng trộn đều lên. Đây là ớt với tỏi á là mình cũng đã băm luôn, thì mình sẽ cho vào hết luôn các bạn. Rồi mình sẽ trộn cái tỏi nè với lại muối, ớt mình sẽ trộn lên cho nó đều nha. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng là một chung rượu trắng các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên cho nó đều. Rồi sau đó thì mình sẽ ướp á, là trong vòng á, là một ngày các bạn. Còn nếu mà mình làm buổi sáng á, thì tối á, thì mình sẽ trộn luôn cái phần thính với lại nước đường nữa là được đó các bạn. Thì mình sẽ ướp cá á, trong vòng một ngày. Thì qua hôm sau á, thì mình sẽ làm tiếp nha. Cá cơm á, thì mình cũng đã ướp một đêm rồi nè các bạn. Bây giờ cái phần cá của mình á là nó ra nước rất là nhiều nè, nó ra là nước muối với lại rượu á các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ trộn lên rồi mình sẽ tiến hành là mình đi xuống mình làm, mình rang gạo mình làm thính ha, với lại mình cũng nấu nước đường luôn. Thì mình cũng có băm sẵn thêm một chén tỏi ớt nữa, thì một hồi là mình sẽ trộn vào trong cá nha. Thính á thì ở bên ngoài chợ thì người ta cũng có bán các bạn, nhưng mà ở nhà mình á thì mình sẽ rang như thế này để giúp cho cái thính của mình á cho nó có cái độ thơm nó ngon hơn nha. Thì ở ngoài người ta cũng có bán sẵn, ở nhà mình không có thời gian mình rang á thì mình có thể là mình ra chợ mình mua cũng vẫn được nha. Thì mình sẽ rang cái gạo này cho nó vàng lên các bạn, và sau đó thì mình mới xay nha. Bên đây mình cũng có biết chống ha, thì mình sẽ cho đường á vào trong cái nồi luôn. Rồi mình sẽ cho thêm một ít nước đặng mình nấu á, cho cái nước đường này cho nó kẹo kẹo nha. Mình cho ít thôi nha các bạn, chứ mình không có cho nhiều nha. Thì mình nấu cái nước đường này nó tan ra là được rồi. Đường á thì bây giờ nó cũng đã tan ra rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp luôn. Thì mình sẽ làm tiếp cái phần thính nha. Gạo á thì mình rang á như vậy là đã được rồi nè các bạn, nó đã vàng đều nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ tắt bếp rồi mình chờ cho gạo của mình á cho nó nguội tí xíu, rồi sau đó thì mình đem mình xay nha. Gạo á thì bây giờ nó cũng đã nguội bớt các bạn, thì mình sẽ cho gạo á vào trong cái máy xay sinh tố ha. Rồi sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại, rồi sau đó thì mình xay gạo cho nó thiệt là nhuyễn ra. Thì mình sẽ cho gạo á vào trong cái chén, rồi sau đó thì mình sẽ lên mình làm cá luôn nha các bạn. Thì mình cũng đã chuẩn bị nguyên liệu xong hết các bạn, thì mình sẽ vớt cá ra một cái thau khác ha. Thì mình nhớ là mình nghiêng cá của mình á cho nó qua một bên, nước qua một bên, tránh nhiều khi là nó có cái nước muối đó các bạn.
Thì mình cũng đã ướp cá này á, là cũng qua một đêm với nước muối, cho nên là nó đã đủ cái độ mặn của cá rồi, của muối rồi, cho nên nó là mình không có cho thêm muối mắm gì nữa hết, mình chỉ chao đường một muỗng đường đó thôi, rồi với lại thính với tỏi ớt mình sẽ cho vào luôn, chứ mình không để thêm nước mắm gì nha các bạn. Rồi mình đã vớt cá xong hết rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ cho tỏi nè, mình sẽ cho vào hết luôn. Thính thì mình cũng cho vào luôn nha, mình sẽ cho hết luôn các bạn. Mình cho thính nhiều thì giúp mắm của mình cho nó thơm thôi chứ nó không sao hết. Đường thì mình nấu thì nó hơi kẹo kẹo như thế này nè. Rồi mình sẽ cho vào trong cái cá của mình luôn, rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều là cá nè, với lại tỏi, thính với lại nước đường mình trộn cho nó thấm đều và mình mới cho vào trong keo được nha. Mình cho cái thính vào các bạn, nó rất là thơm nha. Cá của mình nó cũng rất là thơm nữa. Cá thì mình cũng đã trộn cho nó đều rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cũng chuẩn bị cái keo luôn, thì mình sẽ cho cá vào trong keo của mình luôn ha. Mình cứ việc là mình cho đãi vô và sau đó một hồi là mình sẽ ém cái phần cá của mình cho nó chặt lại. Thì cái mắm cá cơm này nè các bạn, thì mình cho vào keo rồi á, thì mình sẽ ủ cá trong vòng là 3 tuần. 3 tuần là mình mới dùng được nha. Chứ mình không có làm gấp được các bạn, tại vì thường thường là mình phải đợi là cái mắm của mình á cho nó thơm, nó dậy mùi lên rồi mình mới dùng, mình mới ăn được, rồi mình mới trộn như là thêm đu đủ hay là đại khái mình muốn trộn cái gì mình không trộn cũng được, với lại khóm rồi gì đó các bạn. Và bây giờ là mình sẽ cá thì mình sẽ để vào trong keo rồi, thì giờ mình cũng chuẩn bị luôn cái bịch đựng là mình sẽ ủ cá nha. Thì mình cũng lấy cái giá thì mình ém cái phần cá của mình cho nó chặt xuống các bạn, nó rất là thơm lắm luôn. Rồi mình cũng chuẩn bị một cái túi ni lông và sau đó thì mình sẽ bẻ cặp lại, mình sẽ cho vào trong keo. Mình ủ cá này là 3 tuần, sau 3 tuần là mình mới lấy cá ra, là mình sẽ trộn như là khóm nè, với lại tỏi, thêm tỏi ớt nữa, với lại mình dắt thêm một miếng chanh hay gì đó, đại khái mình muốn ăn như thế nào thì tự mình nêm nếm nha. Và mình sẽ ghim cái muỗng vào trong cái keo của mình luôn, để giúp cho nó chặt hơn đó các bạn. Rồi bây giờ là mình ém chặt xuống, rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thì sau 3 tuần thì mình sẽ dở cá ra, mình coi cái mắm của mình như thế nào nha. Thì mắm cá cơm á các bạn, thì mình cũng đã phơi nắng là cũng được là 4 nắng rồi. Thì các bạn thấy là mắm cá cơm của mình nhìn nó rất là ngon, là cái độ nước á, thì nó cũng ra cũng rất là nhiều nè các bạn. Đó các bạn thấy không? Tỏi ớt á, thì nó ngấm, nhưng mà mình cầm cái hũ mắm á, là mình nghe mùi nó rất là thơm, mùi tỏi với ớt với lại thính nữa các bạn. Thì bây giờ á, là mình sẽ phơi nắng tiếp là trong vòng là 3 tuần thì mình mới sử dụng được cái con mắm này nha. Thì bây giờ mình sẽ phơi tiếp, khi nào mà mắm của mình được á, thì mình sẽ lấy ra thử xem cái mắm cá cơm của mình như thế nào nha. Thì mắm cá cơm á, thì mình cũng đã làm được á, là cũng được là 3 tuần rồi các bạn. Thì bây giờ mình thấy cái độ mắm á, mình nhìn á, thì mình thấy nó rất là ngon. Thì bây giờ là mình sẽ khui ra, thì mình sẽ tiến hành đó là mình trộn khóm nè, đặng mình ăn kèm chung với rau sống với thịt luộc nha các bạn. Mình mở keo mắm ra, nó rất là thơm. Nó thơm cái mùi mắm nè, là nó có cái độ, nghe cái mùi thì nó có cái độ hơi chua chua đó các bạn. Tại vì á, khi mà mình làm mắm á, mình trộn với khóm nè, với lại ăn kèm với thịt luộc á, thì cái mắm của mình á, thì nó sẽ có cái độ chua, mình ăn thì nó sẽ ngon. Đây các bạn thấy là cái mắm của mình nè. Thì mắm á, các bạn thấy nè,
khi mà mình chút ra trong thau á, con mắm của mình là nhìn nó rất là ngon, màu sắc á nó cũng đẹp nữa, tại vì mình làm á thì nó từ thính đó các bạn. Đây thì bây giờ là mình sẽ cho tỏi với ớt, mình sẽ cho vào luôn ha. Và mình sẽ cho thêm đường, mình sử dụng là 4 muỗng đường, mình muốn dung luôn nha các bạn. Tại vì mắm là mình có nếm thử là mình thấy có cái độ mặn, thì mình sẽ cho là nửa trái khóm, thì mình cũng bằm khóm á, thì mình sẽ cho vào trong mắm của mình luôn ha. Cái này là mình bằm cái khóm tươi luôn, chứ mình không có đi xào khóm trước nha các bạn. Mình bằm như vậy nè, để giúp cho cái độ nước của khóm á, nó sẽ có cái độ thơm thì nó sẽ ngon ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cắt nhuyễn ra. Mình sẽ cắt nhuyễn khóm ra rồi một hồi cái mình sẽ trộn đều lên. Nhìn nó rất là thơm các bạn, thơm dữ lắm luôn, keo mắm của mình. Khóm thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn, thì bây giờ là mình sẽ trộn cái phần mắm lên, mình trộn đều lên ha. Vừa khóm đường nè với tỏi với ớt mình sẽ trộn lên một lần nữa, để giúp cho cái đường á và khóm á cho nó hòa quyện vào con mắm á, thì khi đó thì mình mới dùng được nha các bạn. Nó thơm rất là thơm. Thì bây giờ là mình sẽ ướp cái thau mắm này một tí xíu để giúp cho đường nó tan ra, thì đó mình mới dùng được, thì mình ăn kèm chung với lại rau sống nè, với lại thịt luộc, vậy thì mình ăn thì nó sẽ ngon ha. Mắm cá cơm thì mình cũng đã làm xong rồi các bạn, thì mình ăn kèm chung với lại dĩa thịt luộc nè và rau sống, thì mình muốn ăn với cơm hoặc là ăn với bún gì đều được hết á các bạn. Thì như Tết á, thì thường thường ở nhà mình á, đồ ăn như là thịt kho tàu hay gì đó mình ăn hoài thì sẽ ngán, thì mình cũng có những cái món như là mắm cá cơm nè hoặc là mắm tép, thì mình ăn kèm chung với bún và thịt luộc với rau á, thì mình ăn nó rất là ngon nha. Thì các bạn Tết này mình cũng làm thử cho gia đình mình thưởng thức cái món mắm cá cơm nha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào các nhà.